Hello anh em, chào anh em đã quay trở lại với Mega Technology. Ngày hôm nay đây thì mình sẽ không review PC, nhưng thay vào đó thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc màn hình cực kỳ ngon tới từ nhà Dell và nó đang nằm ở phía bên phải của mình đây. Nhưng mà trước khi giới thiệu về màn hình này thì anh em chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau một chút nhé. Như anh em biết thì trong thế giới màn hình, Dell dường như là một trong những thương hiệu quốc dân. Và anh em có để ý không? Thường thường Dell họ sẽ không có những chính sách marketing hay là quảng cáo một cách rầm rộ giống như những hãng khác, nhưng mà khách hàng thì vẫn luôn luôn tìm tới họ và luôn nghĩ tới họ đầu tiên mỗi khi muốn mua màn hình. Vì sao vậy anh em? Cái gì thì nó cũng có lý do của nó cả. Không phải tự nhiên ngày 1, ngày 2 mà Dell họ lại có được một cái chỗ đứng và một vị trí giống như bây giờ đâu anh em, mà bởi vì những gì mà hãng Dell đã mang tới cho người dùng. Và khi nhắc tới màn hình Dell thì anh em sẽ nghĩ ngay cái gì đầu tiên? Thứ nhất, đó là thiết kế bền bỉ. Thứ hai, đó chính là màu sắc trung thực. Và thứ ba, đó chính là thiết kế hướng tới trải nghiệm của người dùng. Họ không bắt người dùng phải tập làm quen hay là học làm quen với những công nghệ mới giống như những hãng khác, mà những công nghệ của họ thường thường sẽ được áp dụng dựa trên những thói quen của người dùng, và đó là một trong những điểm mạnh của Dell. Và ngày hôm nay đây thì mình sẽ giới thiệu cho anh em, đó chính là chiếc màn hình với tên mã S2721DGF tới từ nhà Dell dành cho những người chơi game. Và chần chừ gì nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu clip nhé. Ok anh em, trước khi đi phần thiết kế thì mình sẽ phân tích cái tên của nó cho anh em xem nha. Như ông bà ta thường nói, cái tên nói lên con người. Và cái tên của chiếc màn hình này nó cũng nói lên những công nghệ mà Dell đã trang bị cho nó, đồng thời là cái dòng mà chiếc màn hình này hướng tới đối tượng người dùng như thế nào. Thì anh em để ý ở đây là chữ S đầu tiên. S có nghĩa là chiếc màn hình này thuộc dòng S. Và như anh em biết rằng Dell họ có rất nhiều màn hình thuộc nhiều phân khúc khác nhau. Ví dụ cao cấp thì chúng ta sẽ có U này, UW này. Dòng cận cao cấp là B, tiếp theo là dòng S mà mình đang có ở đây, và cuối cùng là E. Còn có rất là nhiều dòng nữa nhưng mà mình sẽ không đề cập trong clip này bởi vì nó không có phổ biến ở tại nước ta. Và anh em lưu ý cho mình là chỉ có dòng S thì anh em mới có chiếc màn hình liên quan tới chơi game mà thôi. Có nghĩa là chỉ có dòng S thì Dell mới trang bị những thứ để cho anh em có thể chơi game. Tiếp theo là 27, 27 có nghĩa kích thước của chiếc màn hình này là 27 inch, tỷ lệ là 16:9, một trong những tỷ lệ mà anh em thường bắt gặp khi xem YouTube. 21 là số năm mà chiếc màn hình này được sản xuất. Ví dụ như 21 thì chiếc màn hình này sẽ được sản xuất vào giữa năm 2020 hoặc trong năm 2021. Tiếp theo đó là D. D có nghĩa là độ phân giải của chiếc màn hình này, QHD. D có nghĩa là QHD hay còn gọi là 2K. Tiếp theo là G và F là hai công nghệ mà Dell trang bị trên chiếc màn hình này. Đầu tiên đó là G. G là một công nghệ đến từ Nvidia, nó còn gọi là G-SIM. Đó, thì nó sẽ hỗ trợ cho những chiếc PC mà sử dụng card của Nvidia. Và như anh em biết, trước đây khoảng từ 8 cho tới 9 năm nếu anh em còn nhớ, thì khi chơi game chúng ta thường xảy ra một cái hiện tượng gọi là hiện tượng lag hình. Mà nếu như anh em có xem trực tiếp game thì trực tiếp game thường nhắc chúng ta đó là F5 đi anh em, F5 đi anh em. Thì vì sao lại xảy ra cái hiện tượng này? Bởi vì khi 7 đến 8 năm trước thì card đồ họa chúng ta cực kỳ yếu, và khi mà chiếc card đồ họa xuất hình ảnh thì nó không thể nào đáp ứng được với lại tốc độ làm tươi của chiếc màn hình. Từ đó nó sẽ xảy ra hiện tượng lag hình. Còn trong thời đại bây giờ, ngay tại thời điểm này thì card đồ họa nó đã mạnh hơn rồi, và khi mà nó xuất hình ảnh á, thì tốc độ nó cho ra còn cao hơn là tốc độ làm tươi của chiếc màn hình. Vì vậy cho nên công nghệ Resin nó sẽ giúp đồng bộ cả hai thứ này lại với nhau, mang tới cho anh em những cái khung ảnh mượt mà hơn. Đặc biệt là khi chơi game FPS mà những pha hành động thì hình ảnh nó sẽ mượt mà và nó sẽ bỏ đi những hình ảnh dư thừa. F nó là một công nghệ đến từ nhà AMD hay còn gọi là FreeSync. Nó cũng tương tự như là G-SIM của NVIDIA. Nhưng mà nếu như anh em để ý thì FreeSync nó sẽ được ứng dụng trên nhiều dòng màn hình hơn. Có nghĩa là NVIDIA họ khá là tiết kiệm khi mà họ chỉ trang bị trên những dòng màn hình mà nó khá là cao cấp mà thôi. Và như anh em thấy thì vừa rồi mình vừa phân tích xong cái tên của chiếc màn hình này. Và có thể nói rằng nếu như anh em mua chiếc màn hình này về để chơi game, thì dù anh em đang sử dụng bất cứ dòng card đồ họa, dù là của AMD hay là của NVIDIA, thì nó cũng đều hỗ trợ tốt. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về thiết kế của chiếc màn hình này. Thì anh em có thể thấy, đây là một chiếc màn hình gương và gần như là nó tràn viền. Chỉ duy nhất ở dưới này thì anh em sẽ thấy rằng nó sẽ có một cái viền, nhưng mà nó không quá dài nha anh em. Ở trên này thì chúng ta sẽ có những cái lỗ thoáng khí, và những cái lỗ này thì nó sẽ giúp cho nhiệt được phân tán đều hơn. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem vài hình ảnh để anh em có thể thấy rõ hơn mặt sau của nó. Anh em để ý ở đây,
trước đây những cái dòng màn hình mà từ năm 2020 đổ xuống á, thì những phím điều hướng được đặt ở dưới này và sẽ có một vài thứ rất là phức tạp. Nếu như mà anh em muốn tùy chỉnh cái gì đó ở đây, anh em phải cúi xuống và nó sẽ cực kỳ phiền hà. Và nay Dell đã hiểu được điều đó. Họ đã mang những phím đó lên phía trên này. Và ngoài ra họ còn trang bị thêm một phím nữa, đó là phím joystick, hay nhiều anh em thường gọi là V núm. Hy vọng rằng anh em hãy hiểu thương hiệu trong sáng nhé. Và như anh em thấy, một thiết kế vô cùng đẹp. Đặc biệt cái chân này thì giúp anh em có thể nâng hạ đó. Đồng thời là anh em có thể xoay trái, xoay phải, thậm chí là anh em có thể xoay 90 độ. Và những anh em nào mà làm coder chẳng hạn, nếu như anh em sử dụng em màn này, lâu lâu chán chúng ta có thể quay xuống để chơi game. Và khi chơi game no nê rồi, chúng ta có thể dừng lên và tiếp tục công việc. Có thể nói là cực kỳ tiện lợi, đúng không nào? Và đặc biệt anh em để ở đây thì chúng ta sẽ có một cái lỗ để anh em có thể đi dây một cách gọn gàng hơn, và giúp cho anh em tiết kiệm được một cái khoảng không gian để anh em làm việc, đồng thời là giúp cho nó gọn gàng, có cảm hứng hơn trong làm việc. Và bây giờ mình sẽ show cho anh em bức hình để anh em dễ thấy. Ở đây chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-A, một cổng mạng LAN, một cổng Thunderbolt và hai cổng HDMI. Có thể nói rằng Dell trang bị rất là nhiều cổng tha hồ để cho anh em có thể xuất hình ảnh. Đồng thời là anh em có thể thấy rằng là ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái dải LED nữa ở phía sau, nhìn nó rất là huyền ảo. Và ngay bây giờ đây thì chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ tới phần trải nghiệm trước màn hình này nhé. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới phần trải nghiệm game. Và đây là chị Duyên Duyên, một người chị rất thân thiết với mình thưa các bạn. Chị chưa biết là ngày hôm nay em mời chị tới đây để làm gì ạ? Nhờ chị test gì đúng không? Đúng rồi, em mời chị trải nghiệm chiếc màn hình này cho các bạn cùng xem. Thưa các bạn, thực ra thì mình đã có trải nghiệm em màn hình này rồi, nhưng mà nếu mình nói là chiếc màn hình này ngon thì chắc chắn là các bạn sẽ không tin em. Vì vậy cho nên là em đã phải mời chị tới đây để các bạn có cái nhìn công tâm nhất. Và ngay bây giờ chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thôi. Bắt đầu nhá. Và tựa game đầu tiên mà mình sẽ test cho các bạn đó chính là một trong những tựa game quốc dân về bắn súng CSGO. Mức thiết lập đồ họa mà mình đang để thì có thể nói rằng mắc cây, nhưng mà mình sẽ không thể show cho anh em về thông số tại vì là mình không có bật phần mềm MSI Afterburner để cho anh em có thể có một cái nhìn nó toàn cảnh nhất rằng là chiếc màn hình này nó ngon thế nào. Tất nhiên rồi, màn hình này thì 2K mà gì, không nét làm sao được. Chị mới chơi gà lắm á. Không sao hết, chị cứ chơi đi. Thưa các bạn rằng là chị của mình cũng mới vừa chơi từ game này, cho nên là nếu như anh em mà có ném đá thì nên nhẹ tay đi á, con gái thì còn mà em. Với lại là khi mà chơi thì chị cảm thấy rằng có cái gì nó khác biệt. Được. Đúng rồi. Theo chị thì chiếc màn hình này nó có tần số quét bao nhiêu? Màn 2K đúng không? Dạ. Chị nghĩ coi là tần số quét của nó đến bao nhiêu? Thấp nhất phải 75. 165Hz. Ghê chưa, ghê chưa? Bởi vậy cho nên là anh em có thể thấy rằng là những chuyển động trong tựa game này cực kỳ mượt mà. Nó có thể nói rằng là không có một cái hiện tượng đồ trễ luôn thưa anh em. Đồng độ tôi chết hết trơn. Chị... Dạ. Và chị có cảm thấy rằng là cái... Không sao hết, không sao hết. Cố gắng lên, có ván xong mà. Chị chỉ cảm thấy là chiếc màn hình này, cái độ sáng của nó chị cảm thấy như thế nào? Ok, vừa mắt. Thực ra thì chiếc màn hình này độ sáng của nó nếu mà mắt lên tối đa có thể lên tới 400 nits. Ừ, 400 nits. 400 nits. Và đặc biệt nó là một trong những tấm nền IPS chất lượng cao. Vì vậy cho nên là chúng ta có thể thấy góc dịch nó cực kỳ rộng. Thứ bạn, IPS thì nó cũng có rất là nhiều loại. Ví dụ như là IPS chất lượng thấp, IPS chất lượng cao. Đây là một trong những tấm nền IPS chất lượng rất là cao. Vì vậy cho nên nó sẽ có một góc nhìn cực kỳ rộng. Anh em có thể yên tâm rằng nét tới mọi góc. Và ngoài ra thì nó còn có thêm một tính năng nữa, đó là Comfort View, giúp giảm ánh sáng xanh. Và từ đó thì nãy giờ chị ngồi ở đây chắc là tầm khoảng gần hơn một tiếng rồi đúng không? Thì chị thấy rằng là trong một tiếng trải nghiệm vừa rồi chơi game với nhiều tựa game thì chị thấy rằng là có bị tự mỏi mắt. Đó là một trong những cái điểm rất là nổi bật của chiếc màn hình này. Vì vậy cho nên là nếu như anh em nào muốn mua chiếc màn hình này về để làm việc trong thời gian dài thì yên tâm. Bởi vì là độ bao phủ màu của nó lên tới 98% dải màu VCIP3. Và nó có hơn 1 tỷ màu nha. Và theo chị thì sinh nhật chị cũng là một người mê game đúng không? Chị cũng muốn rằng là người yêu của chị mua tặng chị chiếc màn hình này. Tiền đâu?
người yêu muốn tặng mà. Ok, được tặng thì được chứ. Và đó, thông qua đó thì ai là người yêu của chị Duyên Duyên hoặc ai tự nhận mình là người yêu của chị Duyên Duyên thì các bạn có thể đặt ngay một chiếc màn hình như thế này ngay tại Mega. Và link đặt hàng về sản phẩm này thì mình sẽ để ngay dưới phần miêu tả. Anh em có thể mua chiếc màn hình này về thì anh em sẽ có được người yêu rất dễ thương như Duyên Duyên nhé. Thực ra thì không phải là em đang rao bán chị đâu, nhưng mà thực sự con màn này quá đẹp không chị? Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết tại đợi em chờ lâu quá. Ok. Vâng, và thưa các bạn, sau khoảng thời gian trải nghiệm với chiếc màn hình này thì ngay bây giờ đây mình sẽ phỏng vấn chị Duyên Duyên để xem là cảm nhận của chị như thế nào chiếc màn hình này. Không biết là sau khoảng thời gian trải nghiệm chiếc màn hình này thì chị cảm thấy như thế nào, có đã không? Chị thấy khuôn màn này rất là ngon, chơi game rất mượt. Thế thì điều đầu tiên mà chị thích nhất trên chiếc màn hình này là gì? Điều đầu tiên thì chắc là sắc nét, tại vì là màn 2K nên là tất cả các icon hay là hình ảnh hiển thị đều rất là nét. Chị có cảm thấy rằng cái khung hình của nó hay là cái hình của nó bị vỡ không khi mà chị sử dụng? Hầu như là không thấy. Đúng rồi, tại vì là tấm nền 2K cực kỳ sắc nét. Thế thì điều thứ hai mà chị thích trên chiếc màn hình này là gì? Điều thứ hai thì chắc là mượt mà. Là lúc chơi game hay là lướt các tác vụ đều rất là mượt. Chị có còn nhớ tần số quét của chiếc màn hình này là bao nhiêu? 165Hz. Đúng rồi, 165Hz. Vì vậy cho nên các bạn yên tâm, khi các bạn chơi những tựa game FPS hay là có làm việc mà liên quan tới tốc độ khung hình chẳng hạn thì nó cực kỳ mượt mà nha anh em. Thế thì điều thứ ba mà chị thích nhất trên chiếc màn hình này? Điều thứ ba thì chắc là độ sáng màn hình. Thì nhớ em nói độ sáng màn hình lên tận 400 nits. Đúng rồi. Nhìn ở góc độ nào thì cũng rất là nét. Thế thì sau khoảng thời gian ngồi trước chiếc màn hình này từ 3 tới 4 tiếng rồi đúng không? Thì chị có cảm thấy bị mỏi mắt không? Không, không thấy mỏi mắt, ngồi khá là lâu lại không thấy mỏi. Đúng rồi, đó là bởi vì như hồi nãy em đã chia sẻ thì nó được trang bị công nghệ đó chính là Comfort View. Nó sẽ giảm ánh sáng xanh và giúp bảo vệ mắt cho chúng ta hơn. Thế thì có điều gì mà chị không thích trên chiếc màn hình này không? Vẫn chưa thấy, chắc là phải trải nghiệm thêm. Em tìm thấy vậy đó. Gì? Nó mắc quá, lưu review làm sao mua được. Tiền nào của nấy. Ok, và đó là những chia sẻ của mình và chị Duyên Duyên về chiếc màn hình này. Tổng kết lại chúng ta sẽ có những cái sau. Đầu tiên đó là nó được trang bị một màn hình 2K, vì thế cho nên nó cực kỳ sắc nét. Và thứ hai đó là tần số quét màn hình của nó lên tới 165Hz, giúp các bạn có thể nói là vô tư khi mà chơi những tựa game FPS. Và điều thứ ba nữa đó là độ sáng nó lên tới 400 nits. Và ngoài ra thì nó còn có những tính năng như là giảm ánh sáng xanh, giúp cho các bạn bảo vệ đôi mắt của bạn nếu chúng bạn ngồi hàng giờ đồng hồ trước chiếc màn hình này. Và đó là những điểm mạnh của chiếc màn hình này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái lần sau. Và nếu như các bạn muốn mua chiếc màn hình này thì đừng quên hãy truy cập vào website của Mega, đó chính là mega.com.vn, để có thể xem cũng như đặt mua sản phẩm này nha. Đừng quên là cũng nhấn like này, nhấn subscribe và nhấn đăng ký kênh giúp chị mình nhé. Bởi vì sự ủng hộ của bạn thì là động lực để tụi mình ra những clip hay hơn. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau. Bye bye.